Xin chào tất cả anh chị đã quay trở lại với công ty thiết bị điện tử nghe nhìn, website camera quay lén 360.vn, điện thoại tư vấn Zalo 0825533666. Thì tất cả những anh chị, cô dì, chú bác nào mà đang có nhu cầu mua hàng về những cái dòng sản phẩm như là camera mini siêu nhỏ này, camera ngụy trang, camera giám sát, thì cụ thể ở trong cái video clip này là em muốn giới thiệu đến tất cả anh chị về một dòng sản phẩm ở đây là hãng rất là nổi tiếng anh chị nhá, là hãng Inmao. Tên sản phẩm của đây là Quizer SE anh chị nhá. Mã sản phẩm của nó ở đây là mã S21FP. Cái mã sản phẩm Quizer này thì là, thứ nhất anh chị có thể là nhìn qua ở đây nó giống một cái càng cua này. Cái thứ hai là hãng Inmao. Cái này thì có rất là nhiều chức năng phù hợp với những anh chị nào mà muốn giám sát ở ngoài trời, có nghĩa là mưa gió lắng mưa hất thiết các thứ thoải mái không bao giờ lo anh chị nhá. Sản phẩm này là camera chống nước là cái nhất. Cái thứ hai là nó có chức năng đàm thoại hai chiều, xoay 360 độ, cảm biến khi quay đêm anh chị nhá. Quay đêm là nó sẽ có màu. Anh chị có rất là nhiều cái chức năng, nó có 4 chức năng quay đêm cơ. Thứ nhất là quay đêm đèn không sáng, có nghĩa là quay đêm đen trắng. Cái thứ hai là quay đêm đèn sáng. Đấy. Cái thứ ba là khi có người chuyển động thì đèn mới sáng anh chị nhá. Cái thứ tư là tắt hết đèn đi vẫn quay đêm bình thường. Nói chung là sử dụng cái này thì rất là đa năng. Ngoài ra cái sản phẩm này là có độ phân giải là Full HD 1080p này. Đấy, hỗ trợ quay đêm lên tới 30m anh chị nhá. Xem này, có hú còi này, có đèn nháy này, có tất cả các thứ được. Và ngoài ra sản phẩm này thì sẽ kết nối qua cổng mạng LAN hoặc là bắt Wi-Fi, có nghĩa là có hai chức năng kết nối Wi-Fi anh chị nhá. Một là bắt mạng LAN cắm dây trực tiếp vào đây, hai là mình có thể là bắt Wi-Fi là hoàn toàn là sử dụng là thoải mái luôn. Đấy, cái sản phẩm này nó sẽ có hai cái râu như thế này anh chị nhá. Đấy, ở đây chính là cái mắt camera, nhưng mà khi nào dùng thì anh chị sẽ mở ra. Còn đây là sản phẩm mới anh chị nhá. Đấy, sản phẩm mới như này thì người ta sẽ là trang bị đầy đủ hết cho anh chị ở đây. Anh chị có thể là xem qua. Cái này thì anh chị là Inmao, anh chị treo lên trên tường, trên nhà các thứ thoải mái. Chân đế ở đây anh chị nhá. Có chân đế, người ta có chân đế cho anh chị ở đây hết này. Đấy, anh chị có thể là gắn cái chân đế vào đây. Đấy, sử dụng cái chân đế như thế này. Đấy thì rất là chắc, anh chị treo lên trên trần nhà các thứ thì thoải mái luôn anh chị nhá. Chân đế các thứ thoải mái này. Ốc vít cũng tặng kèm cho anh chị luôn này. Đấy, nhà sản xuất người ta sẽ tặng kèm cho anh chị những cái miếng dán như thế này này. Ngoài ra ở đây sẽ có những cái đầu khớp lối dây ren để đảm bảo cho cái anh chị là trong quá trình sử dụng các thứ nước mưa không vào được anh chị nhá. Tất cả cái sản phẩm này thì gioăng giếc rất là khít này. Ở đây nó có khe cắm thẻ nhớ và nút reset thì nó sẽ xoáy ở trong hai con ốc này, bởi vì ở mang tính chất ở ngoài trời. Đấy, lắng mưa các thứ thoải mái lên, tất cả là những cái gen này rất là khít, người ta xoáy ốc vào để chắc chắn là nước mưa các thứ có hất vào đi chăng nữa thì cũng không vấn đề gì anh chị nhá. Đấy, cái cam này thì nhìn nó rất là đẹp, rất là xịn sò ở đây. Đấy, độ phân giải sản phẩm này là 2.0 megapixel, cực kỳ là ok anh chị nhá. Có đèn này, đấy ở đây có đèn hồng ngoại này. Đấy, đèn quay đêm ở đây là đèn chiếu sáng luôn. Đấy, nhấp nháy sáng cũng có, hay đèn chiếu sáng cũng có. Thì tí nữa đây em sẽ hướng dẫn cho anh chị nhá. Thì bởi vì em đã có nhiều video hướng dẫn những cái dòng cam trong nhà như là cam A1, cam Inmao rồi, thì nhiều anh chị cũng hỏi em là bây giờ anh muốn mua một cái dòng cam ở ngoài trời lắng mưa là thoải mái luôn, sử dụng thoải mái luôn, thì anh chị lên lựa chọn cái dòng Quizer này anh chị nhá. Sử dụng thì nó rất là ok. Và khi anh chị mua hàng này, em sẽ tặng kèm cho anh chị thẻ nhớ chính hãng là 128GB. Đây chính là cái dây cáp nguồn anh chị nhá. Muốn sử dụng được thì cái dây cáp nguồn này thì nó dài, cái này nó rơi khoảng tầm 3m cơ anh chị nhá. Đấy, ngoài ra anh chị có thể là lối dây, và bây giờ em sẽ là cắm đấu lối dây luôn này cho anh chị, để anh chị sẽ là test cho anh chị xem cái chất lượng của cái sản phẩm này luôn anh chị nhá. Đấy, em sẽ là tháo dây ra này để em cắm vào nguồn điện để em test cho anh chị xem cái chất lượng của cái sản phẩm này luôn này. Đấy, em cắm điện rồi nhá. Đấy, và ở đây thì nó có cái khớp lối này, mình cắm điện ở đây. Đấy, khi cắm điện vào đây này thì nguồn điện nó sẽ lên vào cái camera này anh chị nhá. Như thế này này, cái đèn ở đây này. Đấy, khi nào điện nó vào thì cái đèn đây nó sẽ sáng đỏ lên này anh chị nhìn nhá. Em đưa gần cho anh chị xem này. Đấy, cái đèn này nó sáng đỏ thì mới là điện vào anh chị nhá. Đôi khi là mình cắm điện mà không thấy cái đèn này đỏ này thì mình phải chỉnh lại cái ổ điện của mình luôn anh chị nhá. Đấy, và sau đây reset thì anh chị sẽ giữ chết lúc này này. Giữ chết lúc này này. Đấy, thì là tầm 5 giây. 1 2 3 4 5 5 giây anh chị nhả tay ra như thế này là hoàn toàn là sử dụng được anh chị nhé. Bây giờ em sẽ hướng dẫn anh chị là cách sử dụng, cách cài đặt của cái dòng sản phẩm này. Đấy, anh chị nhìn thấy không? Đấy, là nó sẽ bắt đầu xoay như thế này là đã bắt đầu khởi động rồi anh chị nhé. Giữ tầm 5 giây nhả tay ra. Đấy, công việc sau khi anh chị vào cái ứng dụng của nó ở đây là ứng dụng Inmao Line này. Đấy, anh chị vào ứng dụng Inmao Line này thì anh chị sẽ quét lấy cái mã QR code ở trên sản phẩm nhé. Đợi nó quay hết đã. Để nó đang quay nhá, đợi nó quay hết đã để là khởi động tất cả các chức năng đã. Đấy, và sau đấy anh chị sẽ vào cái hình dấu cộng ở đây này, vào dấu cộng ở đây nhá anh chị nhá. Đấy, anh chị sẽ quét cho em cái mã ở trên cái đít của sản phẩm này. Đấy, sau khi quét xong thì nó sẽ đưa anh chị về đến cái ứng dụng của sản phẩm đây. Đấy, anh chị ấn tiếp theo này, tiếp theo này, tất cả là tiếng Việt hết anh chị nhá. Ấn tiếp theo cho em này, đang tải này. Đấy, có đèn xanh này, nhấp nháy này, anh chị ấn tiếp theo này.
Tiếp theo cứ tiếng Việt hết này, kết nối này. Đấy, anh chị cứ làm theo nó bảo như nào thì mình làm theo y hệt như vậy luôn, rất là đơn giản anh chị nhá. Đây là đang xoay, đang kết nối này. Thì anh chị đợi một tí nhá. Đấy, đang kết nối rồi. Đang xoay cái này thì mình phải đợi một chút thì nó mới kết nối, mới sử dụng ok được. Đấy, sử dụng cái này thì đơn giản nhé. Đến bây giờ thì mình sẽ là kết nối với mạng wifi nhà mình nhá. Đây, wifi nhà em này, em nhập mật khẩu vào nhá. Anh chị thì đến bước này thì anh chị phải nhập mật khẩu anh chị nhà anh chị nhá. Đấy, đấy nha anh chị nhá. Sau khi kết nối xong thì nó sẽ tự động đẩy đưa anh chị về cái mục này này. Đấy, đang kết nối đây là 114-113 giây thì mình cứ đợi một tí để nó kết nối anh chị nhá. Sau khi kết nối xong ở đây thì nó sẽ có ghi là thêm thiết bị thành công ở đây anh chị nhá. Thì cái này thì anh chị có thể đặt tên, ví dụ cửa trước, cửa sau sân nhà anh chị đặt cái cam này ở đâu thì anh chị đặt tên là vậy, hoặc là anh chị chủ động đặt tên cho nó cũng được. Mình chủ động đặt tên cho nó là được, là cũng hoàn toàn là ok đây. Ví dụ là em để ở cửa trước đi chẳng hạn, đúng không? Đấy, hay là ở đây là cửa trước đi. Đấy, xong là chọn khu vực này, chọn khu vực ở đây này, là anh chị là người ta đã mặc định ở đây rồi, anh chị ấn xong này, ấn xong nhá. Ấn xong ở đây này, vui lòng chọn khu vực này. Đấy, chọn khu vực thì chọn lại, anh chị chọn đây là khu vực là Hồ Chí Minh đi. Đấy, anh chị ấn ok. Đấy, sau đấy thì anh chị ấn xong ở đây cho em này. Đấy là nó sẽ đưa anh chị đến đây là xin chúc mừng là kết nối xong. Anh chị ấn chữ sau rồi nhá. Sau này, đấy như thế này đã xong rồi, anh chị ấn trực tiếp vào đây để anh chị xem. Đấy, cái cam này thì sử dụng nó rất là ok anh chị nhá. Đây anh chị quay này, em quay ra ngoài này để nó xem này anh chị nhá. Đấy, nếu mà trong trường hợp anh chị để như thế này này, để như này thì nó sẽ là ghi bị ngược màn hình nhá. Đấy, nhà chân lên nhà, nhà lên chân. Còn thường thường là khách hàng là người ta sẽ úp như này. Đấy, người ta sẽ úp cái cam như này này. Đấy thì anh chị xem hình sẽ là thẳng như thế này. Còn nhiều trường hợp nhá, nếu mà úp như này thì là hình thẳng này thì em không nói nhá. Còn nhiều trường hợp anh chị thả để đứng này thì hình ảnh ngược, ngược thì xử lý như thế nào thì anh chị để ý giúp em nhá. Thì anh chị sẽ vào hình bánh răng ở đây này, hình bánh răng ở đây, à, cái hình con thoi ở trên đỉnh này nhá anh chị nhá. Đấy, anh chị chọn cho em vào cái chỗ ở đây này, là chỗ thêm thiết bị này, thêm này. Đấy, anh chị xoay màn hình này, anh chị ấn chữ xoay màn hình đây nhá. Đấy, xoay màn hình ở đây xong anh chị quay ngược lại cho em, quay ngược lại cửa trước để xem lại hình ảnh nhá. Đấy thì lại xuôi, đúng chưa? Đây là em đang để đúng chiều luôn thì là nó xuôi luôn. Đấy, anh chị thấy chuẩn chưa? Đây là cái này mình ấn xoay màn hình nhá. Anh chị úp như này hay là anh chị để như này thì là đều được. Mình sẽ ấn xoay màn hình ở đấy là nó sẽ tương ứng ok anh chị nhá. Đây anh chị xem qua về cái chất lượng hình ảnh này rất là nét luôn anh chị nhá. Đấy, cái này thì là có đàm thoại hai chiều luôn. Đấy, thu âm thu tiếng toàn ngày hoàn toàn thoải mái. Có cảnh báo chuyển động này, PTZ này, anh chị có thể là xoay này. Anh chị nhá, anh chị xoay này, nhìn cái mặt cam nhá anh chị nhá. Nhìn cái mặt cam đây anh chị nhìn này. Đấy, nó xoay mình di đến đâu là nó sẽ xoay đến đấy luôn. Đấy, xoay lên xoay xuống là thoải mái luôn anh chị nhá. Đấy, mình sẽ xoay lên xoay xuống này. Đấy, là mình xử lý ở đây hết cho em nhá. Đấy, ngoài ra thì anh chị có thể ấn vào chữ máy quay này, hay là tất cả lưu trữ là đám mây, là cài đặt chuyển động là các thứ thoải mái này. Hoặc là anh chị có thể là ấn cho em vào cái chỗ hình con thoi trên đỉnh này này. Đấy, nó sẽ có những cái thiết bị ở đây như là đèn dọi này. Anh chị ấn vào chữ đèn dọi đây này. Đấy, kích hoạt đèn dọi là đèn sáng này. Đấy, bật lên đèn là ở đây thì là chế độ đèn dọi này. Anh chị sẽ chọn là nhấp nháy này. Nhấp nháy hay là sáng thì là tùy anh chị. Sau anh chị ấn ok anh chị nhá. Là ở đây là nó sẽ sử dụng ở đây rất là ok luôn. Ban đêm các thứ là nó sẽ cảm biến tự động bật luôn. Tầm nhìn ban đêm này là nhìn ban nhiên đêm là thoải mái này. Đấy, nó sẽ có chế độ là tầm nhìn đêm ban đêm thông minh này. Tầm nhìn ban đêm có màu sáng này, hay là anh chị chọn tầm nhìn ban đêm có hồng ngoại là do mình chọn hết. Sau anh chị ấn có màu sáng nên anh chị ấn ok này. Đấy là cài đặt tầm nhìn ban đêm nhá. Hoặc là ở đây thì anh chị có thể là cài đặt các chức năng như là chia sẻ thiết bị này cho người khác này, âm thanh này, đèn dọi này. Đấy, ở đây là anh chị có thể là chọn là HRB là cái chức năng vô hiệu hóa thì mình không cần. Đấy, cảnh thông minh ở đây là cửa trước này thì mình có thể là cài đặt các chức năng đấy. Hoặc là mình có thể là thêm ở đây thì là múi giờ, định dạng ngày, khởi động thiết bị hay các thứ thì là thoải mái luôn anh chị nhá. Đấy, cái này thì sử dụng rất là tiện. Đấy, cái này thì là để ngoài trời. Đấy, rất là tiện ở đây này. Đấy, hoặc là nhiều lúc nó bám theo chuyển động nhá thì anh chị vẫn vào hình cái con thoi ở đây này. Anh chị cài đặt là phát hiện này. Đấy, phát hiện chuyển động này. Đấy thì anh chị sẽ bật đợi nó đăng tải nha. Anh chị phát hiện theo dõi thông minh nhá. Anh chị nhìn tay em này. Đấy, anh chị nhìn tay em này, đi đến đâu này, đấy là nó sẽ xoay đấy này. Anh chị nhìn thấy chưa? Tay sang trái này, tay sang phải này. Đấy là nó sẽ xoay theo đến đấy luôn anh chị nhá. Đấy, người đi đâu là sẽ xoay đến đấy luôn. Đây, anh chị nhìn thấy không ạ? Đấy, đến đâu là theo dõi đấy luôn anh chị nhá, sang trái sang phải này. Đấy là đi đâu là xoay đến đấy luôn anh chị nhá. Phát hiện con người này, độ nhẹ chuyển động này. Đấy, anh chị đây em nói mục 3 này. Đấy, phát hiện con người là đi đâu xoay đến đấy các thứ, sử dụng nó rất là ok này.
Đấy, cài đặt cái này thì ban đêm có cả màu luôn anh chị nhá. Sử dụng về cái dòng sản phẩm Quiser này thì sử dụng rất là ok về cái dàn sản phẩm này anh chị nhá. Thì những anh chị nào mà có nhu cầu mua hàng về cái mã Quiser quay đêm là cả ngày cả đêm này, quay đêm có màu, thì liên hệ trực tiếp với em qua cái số điện thoại là 0825533666. Ở đây là bên em sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ cho tất cả anh chị 24/24 để lựa chọn làm sao được những cái sản phẩm ưng ý nhất, phù hợp nhất với những tiêu chí của anh chị nhá. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong clip tiếp theo.